Chào các bạn, có bạn hỏi tôi là cách vẽ đồ thị và biểu diễn phương trình bậc 2 mối quan hệ XY. Thì tôi có xem trên YouTube để kiếm cái coi có ai đã thực hiện cái vấn đề này không, thì nói chung là vẫn có nhưng mà cái cách hướng dẫn vẫn chưa có rõ ràng lắm. Do đó nhân tiện tôi làm video clip này để hướng dẫn không chỉ vẽ cái đồ thị và biểu diễn mối quan hệ XY trên theo cái phương trình là bậc 2, mà cũng nói chung là bất cứ một cái biểu diễn theo một cái mối quan hệ nào. Và đồng thời là nhân tiện thì tôi cũng hướng dẫn cái phần mềm chuyên nghiệp hơn, đó là StarGraphics, nó biểu diễn cái phương trình là bậc 2 như thế nào, vẽ đồ thị chuyên nghiệp bậc 2 như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta có một cái cặp dữ liệu XY, chẳng hạn như là một cái ngày, chúng ta thí nghiệm theo một cái mối quan hệ giữa ngày và cái phần trăm, một cái chất biến đổi nào đó theo thời gian. Về cái mối quan hệ XY này, chúng ta muốn biểu diễn nó theo một cái phương trình bậc nhất hay bậc hai gì đó, chúng ta có thể chọn quét qua để chúng ta vẽ đồ thị. Thì chúng ta vào cái nút Insert ha, chúng ta chọn cái đồ thị dạng chấm chấm này, mối quan hệ giữa X và Y đó. Và chúng ta chọn cái đồ thị mà dạng là không có kẻ đường gì hết, chỉ chấm thôi. Nó sẽ biểu diễn cho chúng ta một cái mối quan hệ XY giữa cái ngày và với ngày để trước thì nó sẽ là X, còn cái những cái biến đổi vật chất theo sau thì nó sẽ là Y. Rồi sau đó chúng ta lướt phải trên cái đồ thị và chúng ta add chain line. Thì đây chúng ta có thể chọn bất cứ một cái nào, ví dụ như mặc định của nó là linear, có nghĩa là đường thẳng. Chúng ta có thể chọn cái expo Nensol, đó là đường cong, đường cong, đường theo kiểu căn, đường mũ, số mũ, hoặc là đường logonic. Thì ở đây thì nó không phù hợp với đường logonic rồi. Đó chúng ta có thể là chọn lại, tại vì đường logonic thì nó sẽ không qua điểm số 0, nó báo lỗi. Rồi cái đường mà thường các cái đa thức bậc n thì chúng ta nên chọn là polynomial, mà mặc định nó là bậc 2. Đó là rồi. Sau đó chúng ta muốn hiển thị những cái giá trị thì chúng ta nên chọn ba cái ô kiểm ở dưới. Cái ô kiểm thứ nhất là sẽ ép nó qua điểm số 0. Ở đây chúng ta thấy là cái đồ thị này chắc là nó không qua được điểm số 0 đâu. Có một số đồ thị này chúng ta ép nó sẽ qua điểm số 0, hoặc là một cái điểm đặc biệt nữa, thì chúng ta chọn cái ô kiểm đầu tiên này. Đó, nhưng mà cái này ép qua điểm số 0 thì chắc nó hơi khiên cưỡng, do đó chúng ta không nên ép nó qua điểm số 0. Còn cái đồ thị cái nút hai cái nút kiểm dưới là chúng ta sẽ thể hiện được cái đồ thị, được cái phương trình. Tôi phóng to lên nha. Đây cái phương trình của nó, không, đây phương trình bậc 2. Đây chúng ta đang chọn phương trình bậc 2 mà, đúng không? Và cái error bình phương. Còn nếu mà chúng ta chọn linear thì nó là phương trình bậc 1. Đó là xong cái phần biểu diễn mã Excel. Thì chúng ta có phần mềm nào nó chuyên nghiệp hơn cho chúng ta thấy là cái thực tế cái phương trình này là theo cái phương pháp bình phương cực tiểu thôi, nó tính những cái hệ số như là hệ số tương quan hay là bình phương gì đó. Thì chúng ta có thể dùng những phần mềm này phân tích dữ liệu một cách chuyên nghiệp hơn. Thì nói về để vẽ đồ thị thì mạnh, thì cái StarGraphics cũng là một cái phần mềm khá mạnh. Như tôi mở StarGraphics lên, cái phiên bản của tôi là 15 ha, chúng ta tắt đi, chúng ta không có dùng cái WinApp. Rồi chúng ta add dữ liệu vào, dữ liệu từ StarGraphics có thể nhập từ Excel, tuy nhiên là thường StarGraphics 15 này thì nó nhập từ Excel cũ thôi. Đó, chúng ta phải chuyển qua định dạng Excel là XLS, mà chứ còn không có là nhập Excel mới được. Còn tôi không biết là cái phiên bản mới thì nó có nhập Excel mới được không. Nhưng phiên bản hiện tại thì giờ chúng ta mất công phải chuyển như vậy, hay thôi chúng ta mất làm đơn giản, chúng ta copy dữ liệu, copy, chúng ta dán vào, copy dữ liệu thôi nha. Đó. Nếu mà chúng ta nhập từ file thì chúng ta có thể nhập luôn cả cái tên biến, nhưng mà đây chúng ta nhập đơn biến bằng tay, chúng ta lít vô đây, nhập đơn biến là ngày chẳng hạn,
thì có thể copy để dán cái tên biến qua. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề, chúng ta lúp vô, lúp vô ha, rồi chúng ta dán tên biến. Vấn đề là tên biến chúng ta đặt nó có một cái quy định của Starfish. Nó ví dụ chúng ta chọn OK, các bạn thấy nó sẽ báo lỗi, đúng không? Không thể dấu trừ một được. Chúng ta phải đặt những cái, không bỏ những cái từ đặc biệt. Ví dụ chúng ta phải để dấu, thay vì dấu trừ chúng ta để dấu gạch, gạch dưới cũng OK. Rồi biến chúng ta đa số là biến dạng số, mà mặc định của nó là dạng số rồi. Rồi như vậy thì chúng ta nhập dữ liệu xong rồi, chúng ta vào cái phần mà enru và ipress analysis, chọn one factor vì chúng ta có một cái biến thôi. Và nếu mà chọn symbol regression đó là chính là đường thẳng ha. Còn chúng ta đang muốn mong muốn chọn là cái là poly normal regression, đó là đường cong bậc đường cong. Rồi thì nó sẽ hiện rõ chúng ta là x y là cái gì, đúng không? Y là cái biến biến cái chất biến đổi đây, đúng không? X là ngày. Rồi chúng ta bấm OK. Đó, thì cái Starfish nó mạnh hơn ha. Cho bé Excel nó biểu diễn cái xu hướng của đường như thế nào, đồ thị của nó khá là cái đường trung tâm là cái đường mà nó giống đường Excel nè. Các bạn có thể so sánh dữ liệu ha. Nó có gì khác biệt không? Thì thực ra nó cùng là một phương pháp bình phương cực tiểu, cho đó là giá trị của nó cũng tương đối giống nhau. Nó có được thêm những cái giá trị như là kiểm, nó kiểm định cho chúng ta là p của nó như thế nào, hằng số thì dĩ nhiên là p là bằng không rồi, đúng không? Rồi cái hệ số của bậc một ngày, để x là ngày ha, đó x là ngày, x bình phương đó thì nó có p value như thế nào, đúng không? Nó có p value tổng của cái phương pháp luôn, đúng không? Cái giá trị màu đỏ 00002 này, đó, và square của nó là 98,7176. Chúng ta xem bên Excel nha, so sánh nha. Không? Đây cũng là R bình phương là 9872, không? Cái này 98771. 9872 với 7177 mà làm tròn nên cũng là 72, đúng không? Thật ra là giá trị nó như nhau, cái này nó giá trị nó chi tiết hơn. Và ngoài ra là nó có R hiệu chỉnh nữa, cho nó phù hợp thì nó lại là 980764. Rồi nó có những cái thông số khác thì chúng ta đọc về cái xử lý số liệu chúng ta thấy. Rồi đây cái phương trình của nó nằm ở đây nha, đây là phương trình của nó. X phần trăm của x là một là cái biến, đúng không? biến y nè, không? Đây là 104 mấy là hằng số nè, đúng không? Cái đó thì là cái số giá trị của nó cũng nằm ở trên cái bảng này ha. Chúng ta muốn coi cái phương trình theo cái biểu diễn thì chúng ta coi dưới đây, còn thực ra giá trị nó nằm ở trên cái bảng ở phía trên rồi. Nhưng mà chúng ta so sánh giữa cái giá trị ở đây thì nó cũng giống nhau ha. Cái giá trị hằng số của nó cũng là 142, thì đây cũng là 1416, cộng nhờ 142, đúng không? Giá trị x cũng là 7, đây tôi kéo ra cho dọn, đó, 7632 gì đó, thì đây cũng vậy ha. 763258 không, số nó còn nhiều hơn một số nữa. Tương tự ha. Thì chúng ta thấy là cái sự tương quan giữa hai phần mềm này nó giống nhau, đúng không? Tại vì nó cùng xử lý một cái phương pháp, nó dùng cái phương pháp bình phương cực tiểu. Còn về giá trị thì nó hiểu biểu thị là như tương tự nhau, đúng không? Nhưng mà Starfish thì nó mạnh hơn, nó cho chúng ta thấy được là có những cái kiểm định, những cái kiểm định của cái phương pháp. Chứ còn Excel thì nó chỉ ra phương trình, chứ còn chúng ta không biết là nó tính toán như thế nào, kiểm giá trị của nó kiểm định như thế nào. Đó thì đó là toàn bộ cái nội dung mà tôi muốn giới thiệu trong video clip lần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Nếu có vấn đề gì thì các bạn có thể bình luận ở dưới để tôi có gì tôi sẽ coi có vấn đề nào cần bổ sung. Thì tôi sẽ làm những video clip sau có thể hay hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.